Việc BLACKPINK có tiếp tục hợp đồng với YG Entertainment hay không là một trong những chủ đề nóng được nhiều khán giả K-pop quan tâm. Đáng chú ý, nguồn tin từ Star News tiết lộ Lisa đã hai lần từ chối đề nghị hợp đồng của YG. Điều này khiến những người hâm mộ lo lắng cho tương lai của BLACKPINK. Ngay sau khi tin đồn lan rộng, phía YG lập tức lên tiếng nhằm trấn an người hâm mộ. Theo đó, công ty khẳng định vẫn đang tiếp tục thảo luận vấn đề tái ký hợp đồng với các thành viên và chưa có quyết định nào được đưa ra. Việc gia hạn hợp đồng của Lisa vẫn đang được đàm phán, không có điều gì trong tin đồn được xác nhận cả, YG tuyên bố ngắn gọn. Trước đó, nguồn tin của Star News cho biết Lisa đã từ chối đề nghị hợp đồng trị giá 37,6 triệu đô la Mỹ mà công ty đưa ra. Ngoài ra, nhiều thông tin cho rằng nữ thần tượng hiện đang nhận được nhiều lời đề nghị béo bở từ nước ngoài, bao gồm cả quê nhà Thái Lan. Những lời đề nghị này được cho là lên đến 100 triệu USD.